Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay xin chào mọi người đến với video của kênh Xuân Mận TV của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người cùng biết một cái vườn cam nhá. Đây là gọi là cam đường canh ở dưới Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang nhá. Hôm nay mình tiện thể đi chơi nhà anh em thì mình sẽ quay cho mọi người một đoạn clip về cam của Lục Ngạn, Bắc Giang. Ở khu vực Tân Quang này thì gần như là nhiều cam nhất trong huyện Lục Ngạn. Vườn cam các bạn đang thấy này thì cũng đang bắt đầu chín rồi, người ta sắp đang bán. Vườn này thì cũng có quả nhưng mà không được đẹp lắm. Nhưng mà thôi mình cũng quay cho mọi người cùng biết là cam ở Lục Ngạn vào thời điểm này đang là vào đầu tháng 1 2021, thì cũng vào cuối năm, gần cuối năm rồi, vào cuối năm 2020 của âm lịch ấy. Hiện tại đang là vào đầu tháng 12. Tí mình sẽ quay cho mọi người cùng biết là toàn cảnh cái khu vực ở cái vườn này thì xem cam nó sai như thế nào nhá. Và mọi người cùng khám phá, mình sẽ quay cho mọi người cùng biết. Và mọi người đến với video kênh Xuân Mộn TV nhớ để lại cho kênh Xuân Mộn TV đăng ký và like và chia sẻ cho những video của kênh Xuân Mộn TV của mình nhá. Mình xin cảm ơn. Đây mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nhá. Và đây mình sẽ quay cho mọi người cùng xem cái clip là mình đang ở trong một vườn cam. Mình sẽ quay cho mọi người cùng xem là cam đang vào vụ mùa, đang chuẩn bị được bán ở một số nhà này, người ta cũng cắt bán rồi. Còn một số thì chưa bán hết, đang là bắt đầu đang vụ. Cam này thì lá nó cũng không được vàng lắm, có lẽ chắc là hơi thiếu chất, hoặc là nhà chủ người ta làm như thế này hay theo thì mình, thì cũng về kỹ thuật thì mình cũng không rõ lắm. Mình chỉ thấy đẹp thì mình quay cho mọi người thôi. Nhìn là những cây cam sai khá là đẹp mọi người nhé. Nhìn là rất đẹp, rất là thích mắt đấy. Đây là thuộc khu vực thôn Sàng Bến, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Một vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của cây ăn quả nhiều nhất tỉnh Bắc Giang. Rất nhiều các loại trái cây, từ nổi tiếng là vải thiều. Mấy năm trước thì cũng vải thiều là cây chủ lực, nhưng bây giờ một số các gia đình người ta chuyển sang trồng cam, trồng bưởi, rồi trồng táo rất nhiều nhé mọi người nhé. Bây giờ đa phần là bà con không cấy nữa, các ruộng ngày xưa thì bây giờ thì không cấy nữa, bây giờ bà con chuyển hết sang trồng cây ăn quả rồi. Cam bưởi thì bây giờ thay thế ruộng hết rồi. Ngay đây những cái chỗ mình quay cho mọi người xem mà ngày xưa là toàn là ruộng cấy nhá, nhưng bây giờ thì bà con chuyển sang trồng cây ăn quả. Đây những hình các bạn đang xem này, cam, cây cam này sai nhìn rất là đẹp, quả chín mọng. Mình sẽ đi một vòng ở quanh vườn này cho mọi người cùng chiêm ngưỡng là một vườn cam, gọi là một vườn cam nhưng mà cũng chưa phải là đẹp lắm, nhưng mà thôi mình cứ quay cho mọi người. Thì hôm nay mình cũng xin đã đi hỏi một số nhà có vườn cam đẹp, hỏi người ta mà quay phim nhưng mà người ta không cho quay. Nhưng cây cam sai rất là nhiều. Đây những cây cam rất nhỏ nhưng mà sai rất nhiều quả nhé. Quả đang chín hết toàn cây rồi, cây nào cũng chín. Mình sẽ đi tiếp tục đi một vòng ở quanh đây. Những cái vườn ở bên cạnh này là những cây bưởi này, cây bưởi kia thì người ta chưa có quả. Vườn này là khá rộng nha mọi người nhé.
Khu vực này trên này thì hơi hơi ít quả thôi, mình quay sang đằng này cho mọi người cùng xem. Vào thời điểm hiện tại, vào thời điểm cuối năm thì mọi người cứ đến khu vực Lục Ngạn thì có rất nhiều các loại hoa quả nha, từ cam, bưởi rồi đến táo. Bưởi thì cũng có rất nhiều loại bưởi cho mọi người nhé, nhiều giống bưởi. Ở Lục Ngạn mình thì có đất này rất phù hợp cho trồng những cây có múi. Nói chung là cam bưởi trồng xuống thì đều là có quả hết nhé. Thế mình cũng đi vòng vòng ở trong khu vực, ở trong vườn đây. Đấy, một cây bưởi trông rất là đẹp nha mọi người, trên tán và cả cây trông rất là đẹp. Đây nha, cây này như mọi người được thấy nhá, nó cái quả, cái da của nó rất là mỏng nhá, da của nó rất là mỏng, rất là đẹp này, mọi người thấy không? Đây, mình sẽ quay cho mọi người thấy là đây, đây là quả, nó cái da nó rất là mỏng, rất là đẹp quả nhá. Đây là vườn, đây là cây cam, gọi là cam đường canh nhá. Đây là cam đường canh. Vườn này thì rộng lắm, mình sẽ chắc là không đi hết được toàn vườn, mình chỉ quay cho mọi người quanh quanh ở mấy một góc vườn thôi, chứ còn mình đi hết vườn này chắc là mất nhiều thời gian lắm. Mà khu vực bên này thì là có vườn bưởi này, bưởi có cũng đã có quả nhá, xa nhiều lắm mọi người ạ. Đây mọi người nhìn này, một cây cam rất là nhiều quả. Bên này là một cái vườn bưởi mà, đây các bạn xem, một cây bưởi trông bé bé thôi nhưng mà rất là nhiều quả. Bưởi thế này là có từng cây có quả, từng cây thì chưa, chắc là người ta chưa bắt quả. Rồi, như vậy mình tiếp tục quay cho mọi người cái vườn cam đây. Ở khu vực Lục Ngạn này rất là rộng lớn nha, đa phần các bạn cứ đến các vườn của các gia đình ở khu vực huyện Lục Ngạn này thì đa phần các bạn toàn thấy người ta trồng cây ăn quả thôi, hoa quả. Thế vào đây là bên này là những táo và vải thiều nhá, táo thì bây giờ cũng đang vào mùa vụ. Rồi như vậy mình cũng đã đưa mọi người đi một vòng quanh quanh ở khu vực một cái vườn cam nhé, gọi là cam đường canh. Một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của mình. Mình xin cảm ơn mọi người và mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho kênh Xuân Muộn TV của mình để mình có những động lực làm những cái video tiếp theo nhé. Một lần xin cảm ơn.